Đây cũng là một câu hỏi mà có thể là trăn trở của rất nhiều phụ huynh và các bạn học sinh, cho nên là mình cũng rất là thường xuyên nhận được cái thắc mắc này, và mình cũng trả lời rất là rõ với các bạn rằng là cái việc mà dễ có việc làm hay không á, thì nó sẽ còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, chứ nó không chỉ đơn giản là nói một cách nôm na giống như mọi người thường nói rằng là cứ học ngành công nghệ đi, bởi vì bây giờ ai cũng cần đến ngành công nghệ thông tin cả, hoặc là nói rằng là học ngành quản trị kinh doanh đi thì sau này ra làm nghề gì cũng được, hoặc là thôi đừng học những cái ngành như hành chính hay kế toán bởi vì là sau này sẽ bị AI thay thế. Thì thực ra đó mới đề cập đến một khía cạnh, đó là những cái dự báo về thị trường lao động mà thôi. Tuy nhiên cái việc mà một người có thể dễ dàng có được việc làm hay không, nó lại còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác. Bên cạnh cái chuyện là cái dự báo chung cho toàn bộ thị trường, thì các bạn sẽ còn phải xem xét cái việc là cái mức độ phù hợp của năng lực của một người cho một cái ngành nghề tại một thời điểm cụ thể. Ở đây mình nói rằng là tại sao cái điều này nó liên quan đến chuyện là tại sao có rất nhiều người nói rằng là ngành công nghệ thông tin đang rất là thiếu nhân lực, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin ra nhưng lại vẫn chưa thể tìm được việc làm, bởi vì cái mức độ năng lực phù hợp của năng lực nó chưa có thấy được. Mức độ năng lực của một người nó sẽ bao gồm cái năng lực cứng, đó là những cái kiến thức mà người đó có thể được, kiến thức chuyên môn, và năng lực mềm, đó là cái kỹ năng, cái hành vi, cái thái độ khi mà họ thực hiện một cái công việc nào đó. Thì bất kể khi mà một công ty hoặc là một tổ chức họ tuyển dụng một người nào đó, thì họ cũng sẽ tìm kiếm cái sự phù hợp cho cả cái năng lực cứng và năng lực mềm này, và người ứng viên phải thể hiện được điều đó, chứ không chỉ đơn thuần là cái ngành đó nó có đang hot hay không. Cái yếu tố thứ hai nữa đó là mặc dù có những cái dự báo chung cho thị trường, nhưng với từng thời điểm khác nhau thì thị trường lao động có thể có những cái biến động khác nhau. Ví dụ mình nói rằng là một cái ngành nghề có thể là không phải là quá hot như ngành công nghệ thực phẩm chẳng hạn, nhưng bởi vì không có nhiều người lựa chọn học nó, hoặc là bởi vì nó không hot chẳng hạn thì ít người học, và ít người học đó thì mặc dù là nhu cầu thị trường có nhưng lại không có nhiều người học, cho nên là cứ bạn nào học ra mà tốt thì cái khả năng có việc làm của bạn cũng rất là cao, cái mức độ cạnh tranh của cái ngành này nó sẽ thấp hơn một số những cái ngành hot khác, thì nó cũng phải ảnh hưởng đến cái việc là bạn dễ hay khó kiếm việc làm. Cái yếu tố thứ ba nữa của một cái câu chuyện là bạn có dễ có việc làm hay không, đó là cái mong đợi của bạn cho cái nghề nghiệp tương lai của mình là gì. Bởi vì là có đôi khi mình sẽ phải nhìn nhận thực tế rằng là tại sao có những công việc mà mọi người vẫn đang tuyển ở đó, nhưng lại vẫn có những người mặc dù cảm thấy phù hợp nhưng vẫn không muốn làm những công việc đó, bởi vì họ mong đợi có những cái công việc khác với những cái tiêu chí cao hơn. Và như vậy thì lúc đó mình lại quay ra rồi nói rằng là tức là cái ngành này này khó kiếm việc, nhưng mà không phải, bởi vì là cái mong đợi của mình và cái thị trường lao động tại cái thời điểm đó nó đang không có giống nhau, cho nên là mình cũng rất là khó mà nói được rằng là học ngành nghề nào thì mình sẽ dễ có việc làm. Như vậy thì bạn bạn sẽ hay suy nghĩ là bạn nên tiếp cận cái công việc đó từ cái góc độ là đầu tiên sự phù hợp của mình với một cái ngành nghề, cái thứ hai là cái nỗ lực của bản thân liên tục trong một cái quá trình học tập và làm việc, thì nó mới có thể nâng cao cái cơ hội việc làm của mình cho những cái công việc mà mình mong muốn. Đừng quên hãy hoàn thành ít nhất 8 trên 10 thử thách để có thể nhận được giấy chứng nhận từ chương trình. Bấm like, subscribe để tiếp tục theo dõi những số tiếp theo của Giao lộ nghề nghiệp.